À, xin chào tất cả các bạn. Thì tiếp theo là mình làm cây mai nữa các bạn. Thì ba cái cây mai mà mình có cho bạn xem mấy cái clip trước rồi đó, hai cây. Tiếp theo cây thứ ba các bạn. Thì ba cây này mình cũng nói sơ lại cái lịch sử của nó, là lúc trước mình đem về mình cắt chùi lũi đó các bạn. Cây này cây chực, một cây hai cái chực các bạn, cây chực lớn nữa kìa, với một cây đổ ngoài kia làm xong rồi, hai cây. Rồi tiếp theo là còn cây này. Thì cái này cũng là uống xong rồi các bạn. Thì năm nay anh Hiếu anh cũng cắt ngắn lại rồi, thì nó đâm ra cái cành mới rồi. Thì đúng ra gì để mình cắt mình chơi luôn cũng được các bạn ha, nó đâu đâm ra tới đâu mình cắt tới đó thì nó con tàn rồi chơi luôn. Thì ý anh Hiếu thì anh thích cái uống các bạn ha. Thì thôi giờ là mình uống cho ảnh. Thì cái cành nhánh này nè, vô dây nó cũng vừa các bạn, mùa này thì vẫn còn uống được ha. Bây giờ chủ yếu là bây giờ mình lặt bớt mấy cái lá nách của nó, sát ở trong đi. À, mình vô dây mình uống, còn cái khúc ngoài thì để nguyên các bạn, không có nên lặt lá hết ha. Đó, cái cây mai này đó, nó giống như là cây mai xẻ với bạn. Mai này thì có lẽ là cây mai Bình Định ngày xưa quá. Anh Hiếu mua cây này lâu đời lắm rồi các bạn. Đó, ngày xưa là cây mai dáng dáng long của Bình Định uống cái này. Thì lúc đó cái tay cành nó dài đó, mình cắt ngắn rút ngắn lại nè. Đặc biệt cái cây này có bộ đế khủng lắm mà nè. Bộ đế này nằm trong chậu không à. Xưa giờ anh Hiếu nói là lúc anh mua về là anh có nằm trong chậu khác, anh sang rồi đây có tới bây giờ luôn đó. Thì cái cây này lúc trước mình cắt chuỗi nó cũng có một nhánh không lên nữa các bạn nè. Nhánh này nó không lên nè ha. Thì mình lấy cái nhánh trong ra mình ghép nó, bữa nay nó cũng liền lạc hết chứ, nó cũng bự bằng ta chứ nè. Đó, thì cái cách mà lúc trước mình cũng chia sẻ với bạn đó, khi cái cây cái cành nó không lên thì mình có thể mình dùng cái nhánh trong mình áp đó, thì cũng được các bạn. Nói chung là cái cây tứ diện thì nó cũng dễ mà ha, chủ yếu là cái cành nhánh nó mình làm sao cho nó đều là ok rồi, không cần thiết phải mà khó như những cái thứ cái cây khác. Như cái cây này nè, thì bạn thấy là nó đã đều tán hết trơn rồi. Thì cái nhiệm vụ của mình nó là mình vô dây mình lắc làm sao cho nó xè ngay trong cái chỗ của đầu cắt nữa mà ha. Từ đây cốt ra tới đây thì nó bắt đầu nó xè nhánh đó các bạn, để ha, một một nhánh đi ra, nhánh nó ra đây, nó lên đây nó có xè ra nhánh, xè ra xè ra đó. Chủ yếu là vậy thì mình làm cho nó giáp dòng các bạn ha. Nãy giờ mình lò mò mình làm không hơn nửa cây rồi các bạn. Nó thì nói chung là cái cây mà tứ diện này nè, thì mình chia sẻ cái cách uống, cái cách tỉa, cái cách làm gì đó tứ diện này nhiều quá rồi. À, thành ra bây giờ cũng cần thiết phải mà chia sẻ nữa các bạn. Quất rất là dễ làm các bạn. Cách đây khoảng 5 năm trước đó, thì mình đã có làm những cái clip này rồi. Thì các bạn biết là 5 năm trước đó, 5 6 năm trước đó, thì ít có người làm các bạn, ít có người chia sẻ trên mạng lắm. À, chỉ có mình thăng ngựa trên đó thành ra là mình cố gắng mình chia sẻ liên tục. Còn bây giờ các bạn thấy thì cũng có rất nhiều anh em người ta chia sẻ lên đó các bạn, thành ra mình cũng làm cũng ít. À, đặc biệt là những cái cây uống những cái tứ diện như thế này rất là dễ làm các bạn ha. Đó, chỉ cần lắc lượng cho nó đi xung quanh đều ra là được, không khó đó. Thì nãy giờ là mình lắc lượng nó cũng sắp xong rồi đó. Rồi, một hồi lắc lượng cái cây xong rồi các bạn. Tròn như cái nón lá luôn á. Cho cây này là cái dâm của nó nhiều các bạn. Nè, thấy không? Nhánh nhỏ 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 nhỏ. Thành ra là mình chịu khó mình vô dây mình lắc hỏi kính mít luôn các bạn. Thì cái phơm tàn này á là nó cũng vừa rồi, vừa với thân, vừa với chậu. Đó, vừa với cái chi cành của nó luôn các bạn ha. Đó.
Bạn nhìn kỹ thì cái giữa cái cành nhánh với lại cái cành lá ngoài đó, tức là cái cấu trong ra tới ngoài thì nó là chiết chi rồi nó lắc hết rồi. Hồi lúc trước đó bạn, các bạn nhìn kỹ lên. Trước những cành nó bị xỉa đó, tức là nó lên chồm lên như nè. Thân thì lắc. Nhưng mà cành nó chỉa lên gì cái thẳng ra hết, bắt trong đi sẵn ra hết các bạn. Thì sau đó là mình cắt hết. Ha. Nè, các bạn thấy không? Cắt hết. Cắt luôn cái cốt ngọn của nó luôn. Thì từ cái chỗ mà mình cắt các bạn. Thì các bạn thấy nó trống lỏng nè. Ngay chỗ đây nè các bạn nhìn ha. Không có nhánh. Chỉ có nhánh tút cái này thôi. Thì mình dùng cái nhánh dưới nè bạn, lắp nó lên. Ha. Đó. Nè. Đó. Lắc lên lắc xuống thì nó sẽ kín luôn. Rồi có cái chỗ mà nó bị không lên nè. À, mình ghép nó nè các bạn. Ghép áp nó đó. Giờ nó cũng cứng luôn rồi. Ha. Đó. Rồi nó thấy. Nó hơi ngược nắng để mình bước qua đây. Quay cái bộ xương đó cho bạn xem. Đó. Ha. Đó, tay cạnh của nó là mình chiếc chi hết trơn luôn rồi. Đó, tức là cái cây tứ diện các bạn, mặc dù tứ diện thì các bạn thấy là uống xung quanh là được, nhưng mà đặc biệt là mình phải lắng lên lắng xuống làm sao mà cho nó đầy hết cái tán các bạn ha. Rồi là cái cây bị thiếu nhánh các bạn, nó chỉ có hai cái nhánh ở dưới rồi hai cái nhánh ở trên, hầu như nó trống lỏng luôn ha. Đó. Mà nếu mà mình cắt bỏ hết thì làm sao mà làm được ra cái tán các bạn. Nó đầu tiên là bắt buộc mình phải cắt nới ra ngoài nha, xỉa xỉa nè, nhìn thấy gớm luôn các bạn. Đó. Mà đối với cây tứ diện thì thấy nó gì chứ làm rất là dễ các bạn. Mà đặc biệt cái cây này các bạn thấy cái bộ đế của nó khủng khiếp luôn. Bộ đế ở trong chậu không ạ? Thì nói chung cái bộ đế này nó cũng có ngoài thị trường có nhưng mà nó không mà hiếm. Nè. Đó. Cốt cành nó cỡ này, bộ đế nó cỡ này nó mới xứng các bạn. Bộ đế trong chậu lâu đời ha. Đó. Chung là một cây mai nó cũng là tương đối hiếm các bạn. Bây giờ nó cũng có các bạn nhưng mà nó tơ lắm, nó non, nó không được già đâu ha. Đó thì hôm nay mình chia sẻ các bạn là uống một cái cây mai mà cũng đã từng làm chi cành cho các bạn xem rồi. Thì hôm nay chẳng qua là làm để cho nó điều tán thôi bạn ha. Đó, thì nói chung cây mai thì cây gì cũng vậy các bạn, lâu lâu mà phải cắt giật nó vô là phải ra nhánh non uống trở lại thì nó mới có cái bộ tay cành nó đẹp được các bạn ha. Giờ mình xin dừng cái video đây ha. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình ha. Xin chào và hẹn những cái video tiếp theo.